Ông chia bài cho cháu cái. Ông chia giống ba cây giống. Thắng anh này mất rồi. Chơi rồi. Chơi giống ba cây. Ba cây chơi ba cây. Chơi ba cây. Chơi ba cây. Được. Được. Ông là người chơi bài. Mày bây giờ mày chơi là anh phát. Bây giờ thằng nào thua thằng ấy ăn xả khói xe. Hả? Chơi luôn. Chơi luôn. Dạ. Bây giờ nhá. Bây giờ anh hạ bài trước, anh hạ bài trước. Bây giờ anh hạ bài trước. Mày. Ôi rồi. Ôi chết rồi. 10 điểm. Nhưng mà ở đây là tính là 10 đồng ạ. 10 đồng ạ. Không chơi rô, chơi cơ gì cả. 10 đồng ạ. Thôi chu đi em ơi. Ôi giời, 10 ơi. Nhớ tưởng cái nào. Phải chưa chứ hổ thắng đâu. Ông chưa lại cho ông ấy. Chưa lại gì này. Chưa lại đâu. Càng đấy nha. Điểm đi nào. Nope. Thế bây giờ ý anh làm sao? Bây giờ là vẫn thế thôi, vẫn xịt bô thôi. Bây giờ mày hạ trước đây. Cho anh nghĩ kỹ đã. Không phải nghĩ, hạ trước đây. Hạ trước gì? Được, xịt bô. Đây, chín đã cụ rồi. Bây giờ tưởng thế nào? Ôi, thua rồi. Chín này mà chết nào. Đưa đi. Ra đây. Nope. Nani? Nào phát nữa đây. Rồi phát nữa. Nào phát nữa nhá. Ngủ chưa? Rồi. Nếu mà không biết là ai bị là vẫn bị chui. Vẫn chui. Được rồi. Vẫn chui. Hả? Quả này anh dám chơi không? Ván trước em dám chơi rồi, ván này anh vẫn phải chơi. Em hạ bài trước này. Chơi đi. Vứt đi rồi. Nope. Ôi rồi một rồi. Đi rồi. Ui, thế này đi ở đây. Qua đây ơi. Qua đây cho ở đây. Cúi hẳn vào cái này. Nope. Hả?